Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay thì sẽ chia sẻ cho quý phụ huynh để cách mà chúng ta hướng dẫn học sinh học toán, tự học toán lớp 2 tại nhà. Bài 3. Đầu tiên là chúng ta vào học 10.com như mọi khi. Rồi, chúng ta chọn lớp 2. Chọn môn toán tập 1. Chúng ta đến bài số 3 ở trang 10, chúng ta đến trang 10. Bài tia số, số liền trước, số liền sau. Bài hôm nay sẽ giới thiệu cho các em biết về tia số và thế nào là số liền trước, thế nào là số liền sau của một số. Và sau đó thì chúng ta có 5 bài tập để thực hành. Đầu tiên chúng ta quý phụ huynh hướng dẫn cho các em và giới thiệu cho các em đây là tia số. Phần này gọi là tia số. Như vậy tia số gồm có cái gốc và cái mũi tên. Chính giữa là những cái con chữ số cách đều nhau là một đường vị như thế này, gọi là tia số. Nếu chọn con số 7 thì số 6 này gọi là số liền trước của số 7, và 8 này là gọi là số liền sau của số 7. Phần dùng cái công việc này để hướng dẫn các em làm các cái bài tập. Chúng ta có bài tập thứ nhất. Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số. Ở đây cái tia số người ta cho chúng ta là 3 chữ số rồi, số 0, số 5 và số 10. Nhiệm vụ chúng ta xếp các chữ số còn lại vào các cái vạch cho sao cho nó phù hợp. Chúng ta biết là tia số là một, là gồm các số từ 0 cho đến 10, hay số 10 và còn những số sau nữa. Ở đây là chúng ta thấy này, số 1, số 2, số 6, số 3, số 7, số 4, số 9, số 8. Chúng ta xếp vào sao cho giữa hai số là cách nhau một đơn vị. Như vậy 0 rồi đến là số 1, chúng ta xếp cái thẻ số 1 vào đây. Rồi đến đây, chúng ta xếp cái thẻ số 1 vào đây. Rồi đến là số 2, chúng ta xếp cái thẻ số 2 vào đây. Rồi đến số 3. Chúng ta xếp cái thẻ số 3 vào ngay cái vạch này. Rồi đến là số 4, chúng ta cũng có thể nối này để cho các em dễ thấy này. Rồi đến là số 5 có rồi. Số 6 này, chúng ta lấy cái thẻ số 6 ghép vào chỗ vạch tiếp theo. Số 7 chúng ta ghép vào vạch tiếp theo sau số 6. Và số 8 là chúng ta ghép vào sau số 7. Số 9 là chúng ta ghép vào sau số 8. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được cái tia số là bao gồm những số từ 1 đến 10. Đó. Ta sang câu B của bài 1. Trả lời các câu hỏi số liền trước của số 5 là số nào? Số liền sau của số 9 là số nào? Bây giờ hướng dẫn cho các em biết số liền trước của số 5 là số. Chúng ta dựa vào tia số, như vậy số liền trước số 5 là số bé hơn 5 một đơn vị. Như vậy chúng ta là có kết quả là số 4. Số liền sau của số 9 là số. Như vậy số liền sau của số là số lớn hơn số đó một đơn vị. Như vậy liền sau của 9 thì chúng ta cộng thêm 1 hoặc là đếm thêm 1 là số 10. Chúng ta kiểm tra. Như vậy chúng ta xong câu B.
câu A và câu B của bài 1. Bài 2. Tương tự, chúng ta là điền số vào các ô trống của cái chỗ dấu hỏi. Như vậy cái tia số là tiếp theo là tới số 9 này, số 10, số 11. Như vậy sau số 11 là số liền sau của số 11 thường, thì chúng ta thêm một đơn vị hoặc là tính thêm một để có số sau số 11. Như vậy là 11 cộng 1 là 12, hoặc là đếm thêm 1 là 11 và 12. Như vậy ở đây chúng ta điền là số 12. Tương tự, ô vuông tiếp theo là số 13, ô vuông tiếp theo là số 14, ô vuông tiếp theo là số 15. Đây là 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, tia số thứ hai là chúng ta nhìn thấy là từ bắt đầu là từ 85, ở trước đây vẫn còn nữa. Chính vì vậy không có cái vạch giới hạn, và ở sau đây là vẫn còn. À, như vậy, chỉ giới hạn từ là 85 cho đến 99, và số liền sau số 99 là số bao nhiêu? Bây giờ ta tìm nè, 85, số liền sau số 85 là số 86, rồi đến 87, 88, 87, 88, 89. Rồi số liền sau số 89 là số 90, rồi 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Số liền sau số 99 là số nào? Như vậy chúng ta cũng tính lên tương tự, chúng ta thêm một đơn vị hoặc là đếm thêm 199 rồi đến là 100. Như vậy chúng ta điền số 100 vào đây. Vậy là chúng ta hoàn thành xong bài 2A. Tiếp bài 2B là trả lời các câu hỏi số liền trước của số 16 là số nào, số liền sau của số 85 là số nào. Chúng ta vào làm bài tập. Vậy số liền trước của số 16 là, vậy số liền trước của một số là bé hơn số đó một đơn vị, và trước số 16 là số 10. Làm số liền sau của số 85 là số 86. Chúng ta kiểm tra. Bài tập số 3. Điền số liền trước, số đã cho và số liền sau. Ở đây là cái bảng này có 3 cột. Cột thứ nhất là số liền trước, cột thứ hai là số đã cho, cột thứ ba là số liền sau. Như vậy số đã cho là 6 thì số liền trước nó là 5, số liền sau của 6 là 7. Tương tự, số đã cho là 30 thì số liền trước là 29 và số liền sau là 31. Ta viết số 31 vào đây. Số đã cho 68 thì số liền trước nó là 67 và số liền sau là 69. Tương tự, dòng cuối cùng, số đã cho là 99 thì số liền trước của 99 là 98 và số liền sau là số 100. Ở đây quý phụ huynh lưu ý cho các em rằng là số liền trước của một số là một số bé hơn nó một đơn vị. Số liền sau là một số lớn hơn số đã cho là một đơn vị. Như vậy số đã cho là 6 thì chúng ta muốn tìm số liền trước là chúng ta bớt đi 1. Muốn tìm số liền sau là chúng ta thêm 1 hoặc là tính thêm 1. Hoặc là các em không hiểu thì chúng ta có thể là lấy cái tia số để các em nhìn vào và chọn. Ví dụ như các em nhìn vào cái tia số, nhìn vào cái số 6 và biết là chọn phía trước số 6 là số 5 và phía sau số 6 là số 7 để đi vào. Đối với những em là còn chậm và chưa có quen cái dạng toán này. Bài tập số 4. Chọn dấu lớn, dấu bé tích hợp trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau.
số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Như vậy, chúng ta lưu ý rằng trong một phía số thì số nào mà đứng phía sau thì số đó sẽ lớn hơn số đứng phía trước. Ngược lại, số đứng phía trước là bé hơn số đứng phía sau. Vận dụng cái ghi nhớ đó, chúng ta làm 4 cái bài tập sau. 88 và 91, như vậy chúng ta nhìn trên tia số này, số 88 ở đây. Đây. Và số 91 là ở đây. Như vậy số 91 chúng ta nhìn lên tia số, chúng ta thấy là số 88 đây và số 91 này. Như vậy trên tia số này thì số 91 đứng sau số 88, thì ta nói là số đứng trước này bé hơn số đứng sau, số đứng sau thì lớn hơn số đứng trước. Như vậy là 88 bé hơn 90, 11 chúng ta điền dấu bé. Tương tự như vậy, 92 và 90, 92 là đứng sau, và 92 sẽ lớn hơn 90, đứng sau trong tia số đó. 98 và 89, 98 này, và 89 đây. Như vậy, 98 đứng sau 89, nên là chúng ta điền dấu lớn. 100 đứng sau số 95. Vì vậy 100 lớn hơn 95, hay còn gọi hay chúng ta cũng nói là 95 bé hơn 100. Chúng ta điền dấu bé. Ở đây là bài toán so sánh, chúng ta dựa trên tia số. Hồi ra thì ở lớp 1 chúng ta đã học rồi, khi muốn so sánh hai số có hai chữ số với nhau thì chúng ta so sánh số hàng chục trước, số hàng chục nào lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu số hàng chục bằng nhau thì chúng ta so sánh số hàng đơn vị. Nếu số hàng đơn vị của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn, và ngược lại. Đây chúng ta kiểm tra. Như vậy chúng ta đã xong bài số 4. Bài này thì mục đích là hướng dẫn các em là dựa vào tia số để so sánh các số. Số nào đứng sau trong tia số thì sẽ lớn hơn số đứng trước nó, và ngược lại thì số đứng trước sẽ bé hơn các cái số đứng sau. Bài tập số 5. Bài số 5 là sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy số nào lớn là chúng ta kéo cho nó đứng về trước. Lớn nhất là số 69. Rồi chúng ta thấy 23, 47, 30 thì số lớn thứ tiếp theo là số 47, và số lớn tiếp theo là 30, và số bé nhất là số 23. Như vậy chúng ta xem lại yêu cầu này. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy là 69, 47, 30, 20. Chúng ta thấy sẽ có thể nhìn vào hàng chục của bốn số này. Chúng ta chọn, bởi vì tất cả số này đều có hai chữ số. Chính vì vậy số hàng chục của số nào lớn nhất thì lớn nhất. Và ở đây chúng ta thấy số 6 lớn nhất, rồi đến số 4, rồi đến số 3, rồi đến số 2. Chúng ta kiểm tra kết quả. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong 5 bài tập liên quan đến tia số và vận dụng tia số để tìm số liền trước, số liền sau và so sánh các số. Chúc quý bậc phụ huynh và các em học sinh sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.